chân anh đã dập nát rồi. Anh nói với đồng chí quân y, cứ cắt đi và giấu cái chân vào chỗ kín hộ tôi, đừng để các đồng chí khác trông thấy. Cắt xong chân, Nguyễn Viết Xuân bảo đưa khăn cho mình ngậm vào miệng cho át đi tiếng kêu đau vì sợ đồng đội nghe thấy. Nhằm thẳng quân thu, bắn! Hai máy bay phản lực F-100 bị tàn sát. Chào các bạn, đây là kênh YouTube Dòng Máu Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Anh hùng Nguyễn Viết Xuân xuất thân trong một gia đình nghèo ở xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Lên 7 tuổi, anh đã phải đi ở bế em cho một người bà con xa để kiếm ăn. Đoạn đời này kéo dài 10 năm. Vừa tròn 18 tuổi, ở vùng tạm chiếm, anh vượt ra vùng giải phóng xin đi bộ đội. Năm 1952, anh trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và được bổ sung về một trung đoàn pháo cao xạ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị Nguyễn Viết Xuân đã bắn rơi hàng chục máy bay giặc Pháp. Trong một trận đánh, hàng đàn máy bay bổ nhào xuống trận địa, bom rơi như sung. Nguyễn Khắc Vĩ là người chỉ huy đơn vị anh, vẫn hiên ngang đứng trên hầm pháo chỉ huy các khẩu pháo đánh trả giặc bằng tiếng hô rõ rạc: nhằm thẳng vào máy bay, bắn! Nhưng rồi, Nguyễn Khắc Vĩ bị trúng đạn bom và đã hy sinh oanh liệt, để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Nguyễn Viết Xuân. Noi gương người đảng viên ưu tú, anh luôn phấn đấu và được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Anh trở thành chính trị viên phó đại đội rồi chính trị viên đại đội. Năm 1964, Thiếu úy Nguyễn Viết Xuân đưa đơn vị pháo cao xạ của mình lên miền Tây Quảng Bình, bảo vệ vùng trời miền Bắc phía Tây Quảng Bình. Các chiến sĩ đã dũng cảm hiên ngang bên khẩu pháo bắn trả máy bay địch, bên tiếng hô vang của chính trị viên: nhằm thẳng quân thu, bắn! Hai máy bay phản lực F-100 bị tàn sát. Lần thứ tư, nghe tiếng máy bay địch, anh vội chạy về sở chỉ huy để truyền lệnh chiến đấu cho đơn vị. Không may, Nguyễn Viết Xuân bị dính hỏa lực mạnh của địch, anh ngã nhào trong hầm. Một chân bị dập nát, anh nghiến răng không kêu một tiếng và ra lệnh im lặng không cho loan báo tin tức, sợ mọi người hoang mang, ảnh hưởng tinh thần chiến đấu của đồng đội. Chân anh đã dập nát rồi, anh nói với đồng chí quân y, cứ cắt đi và giấu cái chân vào chỗ kín hộ tôi, đừng để các đồng chí khác trông thấy. Cắt xong chân, Nguyễn Viết Xuân bảo đưa khăn cho mình ngậm vào miệng cho át đi tiếng kêu đau vì sợ đồng đội nghe thấy. Xúc động, người y tá vụt đứng dậy thét vang: tất cả các đồng chí bắn mạnh lên, trả thù cho chính trị viên! Các khẩu pháo nhất loạt rung lên tạo thành lưới lửa quất vỗ mặt quân thù. Khi chúng vừa lao xuống, một chiếc F-100 nữa của địch đâm đầu xuống núi. Cả bọn cút thẳng về hướng đông. Khi bầu trời trở lại xanh trong, tất cả các chiến sĩ ùa lại bên người chính trị viên, khiêng anh vào bệnh viện nhưng không kịp. Nguyễn Viết Xuân mất quá nhiều máu và chịu quá nhiều đau đớn nên đã hy sinh. Nhắm thẳng quân thù, bắn! Khẩu lệnh của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành bất diệt. Khẩu lệnh tấn công ấy đã từng làm bạt vía kinh hồn lũ giặc lái Mỹ xâm phạm bầu trời miền Bắc của Tổ quốc thân yêu.